Xin chào mừng tất cả các em. Một tuần lại trôi qua, thầy rất vui mừng khi được đồng hành cùng các em trong giờ âm nhạc trực tuyến. Thầy chúc các em có giờ học thật vui và hiệu quả. Để đạt hiệu quả cao trong giờ học thì các em cần chuẩn bị một số đồ dùng như thanh phách, tập bài hát lớp 4, vở ghi chép. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng khởi động nào. Xin mời các em cùng hát và vận động theo nhạc bài hát Chú Voi Con ở Bản Đôn, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Các em thân mến, vừa rồi các em đã khởi động rất sôi nổi với bài hát Chú Voi Con ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Và ngay sau đây, để giúp các em ghi nhớ và củng cố lại những kiến thức đã học, thầy trò chúng ta sẽ cùng bước vào tiết học số 31, ôn tập hai bài đọc nhạc số 7 và số 8. Thông qua bài học này, các em cũng cần đạt được một số yêu cầu như các em sẽ đọc được bài đọc nhạc số 7, số 8, biết thể hiện tính chất sắc thái của bài khi đọc nhạc có kết hợp gõ đệm và vận động cơ thể. Qua bài học này, các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, phẩm chất chăm học, yêu quê hương đất nước. Và bây giờ, thầy trò chúng ta cùng đến với nội dung thứ nhất là chúng ta ôn bài tập đọc nhạc số 7. Các em thân mến, với mỗi bài tập đọc nhạc thì điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải đọc đúng cao độ và thể hiện đúng tiết tấu của bài. Bây giờ, thầy trò chúng ta cùng luyện cao độ và tiết tấu của bài đọc nhạc số 7 nhé. Cao độ của bài đọc nhạc số 7 gồm các nốt Đô, Rê, Mi,
son và la. Các em hãy lắng nghe lại cao độ nào. Đô, rê, mi, son, la. La, son, mi, rê, đô. Xin mời các em cùng thể hiện cao độ nào. Và bây giờ chúng ta cùng luyện tiết tấu của bài tập đọc nhạc số 7. Các em hãy lắng nghe thầy thực hiện một lượt nhé. Đen đơn đơn trắng. Đen đơn đơn trắng. Xin mời các em cùng thực hiện nào. 2, 1. Và bây giờ chúng ta cùng thể hiện bài tập đọc nhạc số 7, Đồng lúa bên sông. Sau đây, mời các em cùng thể hiện bài đọc nhạc số 7 nào. Các em thân mến, để giúp các em giữ nhịp phách khi thể hiện được bài đọc nhạc, bây giờ thầy trò chúng ta cùng thực hiện đọc nhạc kết hợp gõ điểm theo phách. Những điểm thầy giáo đã đánh dấu trên màn hình, chúng ta hãy dùng thanh phách và gõ đệm nhé. Tiếp theo, thầy mời các em vừa đọc nhạc ghép lời ca kết hợp với thể hiện ký hiệu bằng bàn tay nhé. Các em thân mến, để bài đọc nhạc của chúng ta thêm phần sinh động hơn thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập bài đọc nhạc kết hợp với bộ gõ cơ thể. Chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp những động tác sau: động tác vỗ tay, động tác vỗ ngực và động tác vỗ đầu gối. Xin mời các em cùng áp dụng vào bài nào. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai, đó là ôn bài tập đọc nhạc số 8, trích bài Bầu trời xanh. Trước tiên, thầy mời các em cùng luyện cao độ và tiết tấu của bài đọc nhạc này. Bài đọc nhạc này gồm có các nốt Đô, Rê, Mi, Son và La. Đô, Rê, Mi, Son, La.
mi re đô. Thầy mấy em cùng luyện cao độ của bài nào. 2, 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi luyện tiết tấu của bài đọc nhạc số 8. Các em sẽ nghe thầy giáo thực hiện tiết tấu này. Đơn 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 đen đen, đơn 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 trắng. Đơn 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 đen đen, đơn 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 trắng. Xin mời các em cùng thể hiện nào. 2, 1. Và bây giờ, thầy mời các em cùng đứng lên, chúng ta cùng thể hiện lại bài tập đồng nhạc số 8 nhé. La la mi son la la, son la son mi re, re mi son mi re, re mi son mi re đô. Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu cánh chim hòa bình. Tiếng ca vàng vàng, vui bước chân tới trường. Và bây giờ, thầy mời các em cùng thể hiện nào. Tiếp theo, thầy mời các em vừa đọc nhạc, vừa kết hợp gõ đệm theo phách. Trên màn hình, thầy giáo đã đánh dấu, thầy mời các em dùng thanh phách thể hiện nhé. Và thầy tiếp theo, thầy mời các em vừa đọc nhạc kết hợp với ký hiệu bàn tay. Các em thân mến, để các em đọc bài tập đọc nhạc số 8 thêm sinh động hơn thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em đọc bài tập đọc nhạc số 8 kết hợp với bộ gõ cơ thể. Chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp những động tác sau đây. Động tác thứ nhất là vỗ tay, động tác thứ hai là vỗ ngực và động tác thứ ba là búng ngón tay. Các em hãy áp dụng vào bài nhé. Các em thân mến, như vậy là thầy trò chúng ta vừa cùng tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiết học số 31, ôn bài tập đọc nhạc số 7 và số 8. Thông qua bài học này,
Thầy hy vọng các em có những trải nghiệm thú vị với môn âm nhạc của mình. Ở nhà các em hãy giữ gìn sức khỏe, vâng lời ông bà cha mẹ, cùng thực hiện tốt thông điệp 5K. Và ghi nhớ lại bài học của thầy bằng cách xem lại video thầy đã hướng dẫn nhé. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Thầy chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và hát hay. Xin chào các em.